Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Trường học PowerPoint. Trong video này, mình sẽ dẫn các bạn thực hành thiết kế một mẫu intro và outro bằng phần mềm PowerPoint. Và đây sẽ là sản phẩm sau video này chúng ta sẽ cùng nhau thực hành được nhé. Chúng ta sẽ từng bước thực hành về việc là lên bố cục cho sản phẩm, chèn các hiệu ứng chuyển động cho các đối tượng trong slide. Và bằng những cái kỹ thuật rất là đơn giản thôi, thì các bạn sẽ thiết kế ra được một cái mẫu intro cũng như là outro rất là bắt mắt. Thì ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần thực hành các bạn nhé. Việc đầu tiên là các bạn sẽ bật cho mình thanh thước và đường căn trong phần mềm PowerPoint. Chúng ta vào thẻ lệnh View. Trong nhóm lệnh Show, các bạn chọn cho mình là Ruler và Guide. Tiếp tục là chúng ta sẽ đưa con trỏ chuột vào đường căn. Chúng ta sẽ kéo một cái đường căn về phía bên tay phải và một đường căn về bên tay trái. Việc tạo ra các đường căn sẽ giúp cho các bạn tạo ra các ấn phẩm thiết kế với một cái bố cục nó sẽ hài hòa hơn và sẽ đẹp mắt hơn. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào phần Insert. Shape các bạn sẽ chọn cho mình là hình chữ nhật, là Rectangle các bạn nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ quét chọn một đối tượng trên màn hình. Chúng ta sẽ vào phần Format. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền là No Outline. Tiếp tục là các bạn sẽ vào phần Shape Fill. Chúng ta sẽ chọn là Eyedropper để chúng ta chọn màu sắc ở trên màn hình. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào phần thẻ lệnh là Insert. Shape các bạn sẽ vẽ cho mình một hình. Chúng ta sẽ bỏ đường viền là Shape Outline, No Outline. Và các bạn chuyển cho mình trong phần Shape Fill về màu trắng nhé. Chúng ta sẽ ấn tổ phím là Ctrl D. Thì chúng ta sẽ nhân được thành hai hình. Đó. Tiếp tục là chúng ta sẽ chọn cả hai hình này. Các bạn sẽ vào phần Format Align. Chúng ta sẽ căn chỉnh là Align Center và Align Middle để căn chỉnh lại cho hai đối tượng này. Các bạn chuột phải chọn cho mình là Group để chúng ta nhóm hai đối tượng này là một. Sau đó thì các bạn sẽ căn chỉnh đối tượng này ra giữa là Align Center. Chúng ta sẽ chuột phải với đối tượng. Các bạn sẽ bỏ gộp nhóm cho mình là Ungroup nhé. Sau khi bỏ gộp nhóm thì các bạn sẽ giữ phím Shift và kéo đối tượng này xuống bên dưới của slide. Tiếp tục là chúng ta sẽ vào Insert Text Box để các bạn sẽ tạo ra một đoạn văn bản. Ở đây thì mình sẽ để một cái văn bản mẫu là trường học PowerPoint. Và chúng ta cũng sẽ thay đổi lại phông chữ cho đối tượng này. Các bạn sẽ phóng to đối tượng tượng chữ lên nhé. Mình sẽ để cái từ PowerPoint sẽ lớn hơn. Chúng ta sẽ căn chỉnh cho chữ này vào phần Format Align. Các bạn sẽ ấn là Align Center và Align Middle để căn chỉnh đối tượng chữ này ra giữa. Và chúng ta sẽ chuyển chữ về màu trắng trong phần Home. Các bạn chuyển về màu trắng. Tiếp theo là chúng ta sẽ loại bỏ phần chữ này bằng cách là các bạn sẽ giữ vào đối tượng đầu tiên là hình chữ nhật và chúng ta giữ phím Ctrl để chúng ta chọn chữ nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ vào phần Format Merge Shape để chúng ta chọn là Subtract này. Thì các bạn sẽ nhìn thấy là lúc này đối tượng chữ đã được loại bỏ và chúng ta sẽ có thể nhìn xuyên xuống bên dưới. Tiếp theo chúng ta sẽ cài đặt hiệu ứng cho các đối tượng. Đầu tiên là chúng ta sẽ cài đặt hiệu ứng chuyển động cho hai đối tượng này. Các bạn sẽ chọn cho mình. Và chúng ta vào thẻ lệnh là Animation. Các bạn mở cho mình hộp thoại là Animation Pane. Đầu tiên là chúng ta sẽ chọn hiệu ứng là Width các bạn nhé. Trong phần Effect Option các bạn sẽ chọn là From Top.
Tiếp tục là chúng ta sẽ chọn đối tượng, chọn Animation Pane và quét chọn định dạng xuống bên đối tượng bên dưới. Các bạn sẽ giữ phím Shift để chọn cả hai cái hiệu ứng của chúng ta và các bạn click vào mũi tên tam giác, chọn cho mình là Start with Previous nhé, là khi chúng ta mở slide thì nó sẽ tự động chạy. Tiếp tục là chúng ta sẽ cài đặt hiệu ứng cho các đối tượng bằng cách là chúng ta ấn vào đối tượng này, các bạn chọn cho mình là Add Animation, More Motion Path. Và ở đây mình sẽ chọn hiệu ứng là đối tượng sẽ di chuyển từ phải sang trái này. Các bạn nhấn nút OK cho mình. Thì trên màn hình sẽ có hai điểm nút màu xanh là điểm bắt đầu và màu đỏ là điểm kết thúc. Các bạn sẽ kéo cho mình điểm nút đỏ này. Chúng ta sẽ kéo làm sao để cho nó bằng với đường căn. Tương tự với đối tượng số 2, các bạn sẽ click chọn vào và chọn cho mình là Add Animation để chúng ta thêm một hiệu ứng vào trong đối tượng này các bạn nhé. Chọn là More Motion Path này. Và chúng ta sẽ chọn hiệu ứng là di chuyển từ trái sang phải. Và chúng ta nhấn OK. Tương tự là chúng ta cũng sẽ di chuyển cái điểm nút màu đỏ này bằng cách là các bạn click chọn chuột vào. Sau khi xong thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cả hai cái hiệu ứng này. Chúng ta sẽ chọn là Start with Previous. Và các bạn sẽ để phần delay này là 0.5. Chúng ta sẽ xem lại hiệu ứng nhé. Tiếp tục là các bạn sẽ vào phần Insert Shape, các bạn sẽ vẽ cho mình một hình chữ nhật. Chúng ta sẽ quét chọn để phủ lên 1/2 của đối tượng chữ này. Shape Outline để chúng ta bỏ đường viền và các bạn để cho mình là màu trắng nhé. Tiếp tục là chúng ta sẽ ấn Ctrl D để chúng ta nhân đôi một đối tượng và đưa sang bên tay phải. Chúng ta tiếp tục cài đặt hiệu ứng cho các đối tượng này bằng cách là các bạn chọn vào phần là Animation. Các bạn sẽ chọn cho mình hiệu ứng là More Motion Path này. Chúng ta cũng sẽ chọn di chuyển là từ phải sang trái. Chúng ta nhấn OK. Các bạn sẽ kéo cái đối tượng này. Chúng ta sẽ kéo đối tượng này ra sát cái đường căn. Tiếp tục là chúng ta sẽ cài đặt cho đối tượng bên tay phải này bằng cách là ấn vào More Motion Path. Chọn là di chuyển từ trái sang phải. Các bạn nhấn OK. Chúng ta cũng di chuyển đối tượng này bằng việc ấn vào điểm nút màu đỏ này. Chúng ta giữ phím Shift và chọn là Start with Previous. Và để đối tượng này sẽ chạy đồng thời với hai cái đối tượng bên trên. Chúng ta sẽ xem lại hiệu ứng mà chúng ta vừa thiết lập nhé. Tiếp theo là các bạn sẽ cài đặt là các đối tượng này sẽ quay trở lại bằng cách là chúng ta ấn vào đối tượng này. Các bạn chọn cho mình là Add Animation này, More Motion Path. Chúng ta sẽ thêm một hiệu ứng vào đối tượng này là quay trở lại nhé. Bằng cách là ấn quay trở lại là từ trái sang phải này. Các bạn nhấn OK cho mình. Và chúng ta sẽ phải di chuyển lại cái điểm nút màu xanh này. Sang bên tay trái các bạn nhé. Và điểm nút màu đỏ các bạn sẽ đặt nó trùng với đối tượng. Các bạn lưu ý giúp mình là chúng ta chỉ di chuyển điểm nút màu xanh và màu đỏ thôi. Chúng ta sẽ không di chuyển đối tượng. Đối tượng sẽ vẫn đứng nguyên tại chỗ nhé. Tương tự với đối tượng bên dưới, chúng ta cũng sẽ vào phần là Add Animation này, More Motion Path. Chúng ta sẽ cài đặt hiệu ứng ngược lại là từ trái
từ phải sang trái nhé. Đó. Tiếp tục là các bạn sẽ di chuyển điểm nút này sang bên tay phải. Và chúng ta cũng sẽ chọn là Start Clip Previous này. Và chúng ta sẽ để cái đối tượng này nó sẽ delay. Hai đối tượng là sẽ quay trở lại vị trí cũ. Và với hai đối tượng hình chữ nhật này, chúng ta cũng sẽ cài đặt tương tự là Add Animation này. Chọn More Motion Path. Cái này cũng sẽ di chuyển ngược lại là từ phải sang trái này. Chúng ta nhấn OK. Và các bạn cũng sẽ thiết lập lại cái điểm nút này. Đối tượng thứ hai, chúng ta cũng sẽ ấn vào phần là Add Animation, chọn More Motion Path và sẽ di chuyển ngược lại là từ phải sang trái này. Chúng ta sẽ giữ phím Shift để chọn cả hai đối tượng này, các bạn sẽ chọn cho mình là Start with Previous này. Chúng ta sẽ xem lại cách hiệu ứng mà chúng ta vừa cài đặt nhé. Và sau khi mà chúng ta quay trở về vị trí cũ thì hai đối tượng, hai thanh dọc này thì chúng ta sẽ để chọn là hiệu ứng là biến mất bằng cách là chọn Add Animation này. Các bạn chọn là More Acid Effect là hiệu ứng thoát nhé. Chúng ta sẽ chọn là Whip để nó biến mất này. Chúng ta nhấn OK. Và đối tượng bên dưới chúng ta cũng sẽ chọn là Add Animation, More Acid Effect. Chọn Whip và nhấn OK. Các bạn sẽ giữ phím Shift để chọn cả hai hiệu ứng này. Chúng ta sẽ chọn là Start Whip Previous này. Chúng ta sẽ để Delay lại. Chúng ta sẽ xem lại các hiệu ứng mà chúng ta vừa cài đặt nhé. Và cuối cùng là sau khi cài đặt xong các hiệu ứng nhé, thì các bạn sẽ giữ phím Ctrl để chọn cho mình là hai hình chữ nhật này. Các bạn sẽ chọn cả hai hình và các bạn vào Format Shape Fill để chúng ta đổi về màu xanh của màu phông nền nhé. Chúng ta sẽ để ẩn cái màu này đi. Tiếp tục với hai đối tượng thanh dọc này, các bạn sẽ giữ phím Ctrl và chọn cho mình là Align này. Chọn cho mình là Align Middle để căn theo chiều dọc nhé. Đó. Chúng ta sẽ chuột phải và chọn là Bring to Phone để đưa hai cái đối tượng màu trắng lên trên và nằm chính giữa của slide trình chiếu nhé. Và như vậy là cái quá trình cài đặt các hiệu ứng của chúng ta đã xong rồi. Các bạn sẽ ấn vào phần F5 để xem lại sản phẩm nhé. Và tương tự như vậy thì chúng ta chỉ việc là nhân đôi cái slide thu nhỏ này ra. Và các bạn sẽ không phải xóa lại các hiệu ứng của đối tượng. Chúng ta sẽ tạo ra một cái phông nền mới. Mình sẽ đổ lại màu sắc cho một cái phông nền thứ hai này. Shape Outline, mình sẽ bỏ đường viền đi. Và Insert vào việc là Text Box. Mình sẽ ghi một nội dung text khác vào đây nhé. Và cũng sẽ thay đổi lại phông chữ cho đối tượng này.
thay đổi lại màu sắc của chữ và căn chỉnh lại cho chữ này nhé, là ra giữa. Tiếp tục là mình sẽ giữ phím Ctrl để phân tách cái chữ này cùng với đối tượng bằng cách là vào Format, Merge Shape chọn là Subtract. Đó, như vậy là mình đã tạo được một đối tượng màu da cam này. Và mình sẽ xóa cái phông nền màu xanh này đi các bạn nhé. Mình chỉ việc là chuột phải chọn Send to Back, thay đổi lại màu sắc của hai hình chữ nhật này và căn chỉnh lại cái đối tượng màu cam này ra giữa của phần slide. Và chúng ta sẽ xem lại hiệu ứng mà chúng ta vừa thiết lập nhé. Với hiệu ứng màu xanh là chúng ta sẽ có thông tin của kênh. Với hiệu ứng màu vàng là chúng ta sẽ có một cái outro kết thúc. Và như vậy là trong video này mình đã từng bước để hướng dẫn các bạn thực hành thiết kế một mẫu intro bằng phần mềm PowerPoint. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy bình luận, like và subscribe để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!